Trong lịch sử Phật giáo thế giới có hai sự kiện được coi là khá đặc biệt. Đó là Ấn Độ hơn 500 năm trước công nguyên, có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và Đại Việt hơn 7 thế kỷ trước đây, có Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi trở thành Phật, ông là Thái tử Tất Đạt Đa. Ông đã từ bỏ ngôi vị, tự dấn thân bằng con đường khổ hạnh, lấy giáo lý nhà Phật để giáo độ chúng sinh, hướng tới vô thượng chính giác. Ông đã trở thành vị giáo chủ vĩ đại nhất của Phật giáo thế giới. Còn đối với quốc gia Đại Việt có Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Trước khi xuất gia, ông là một hoàng đế anh hùng. Một hoàng đế được sinh ra để gánh sứ mệnh lịch sử của nhân loại, lãnh đạo cuộc kháng chiến chặn đứng cơn đại hùng thủy Nguyên Mông hùng mạnh nhất lúc bấy giờ. Năm 1293, hoàng đế Trần Nhân Tông rời ngai vàng ở tuổi 35 để trở thành đệ nhất tổ dòng Hiền Trúc Lâm Yên Tử. Ông là chính khách kiệt xuất, người đã gạn đục khơi trong của Tam giáo Đồng Nguyên để tề ra trị quốc. 14 năm trị vì, hoàng đế Trần Nhân Tông đã tỏa sáng trên các lĩnh vực giữ nước, dựng nước, mở cõi. Ông đã có công đưa vương triều Trần thế kỷ 13 trở thành triều đại anh minh, thái bình thịnh trị nhất trong lịch sử Đại Việt. Năm 1258, dưới sự chỉ huy tài tình của Hoàng đế Trần Thái Tông, quân dân Đại Việt đã làm nên chiến thắng Đông Bộ Đầu. Chiến thắng đó mang một ý nghĩa trọng đại đối với công cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất. Lịch sử kiêu hùng của Thăng Long Hà Nội được viết bằng những bản ngã anh hùng như thế. Chiến công của quân dân Đại Việt ở thế kỷ 13 không chỉ bằng võ thét oai hùng, văn diều cánh phượng, mà còn được cộng hưởng bằng sức mạnh vô song của một dân tộc anh hùng. Khúc hoan ca đó được tạo dựng bằng khí thiêng của thế đất rồng cuộn hồ ngồi, với những kiệt hiệt tuấn kiệt làm rạng rỡ giang sơn Đại Việt. Vâng, tú khí đã hội tụ để sinh anh hùng. Thăng Long binh lửa, Thăng Long ca khúc khải hoàn, Thăng Long bừng khí thiêng để chào đón hoàng tử Khâm ra đời. Sau này là bậc minh quân Trần Nhân Tông, người đã viết nên bản hùng ca Đại Việt. Còn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng, vua Húy là Khâm, con trưởng của Thánh Tông, mẹ là Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Thái Hậu, sinh năm Giáp Ngọ, Nguyên Phong thứ 8, tháng 11, ngày 11, được tinh anh của Thánh Nhân, đạo mạo thuần túy, nhan sắc như vàng, thần khí tươi sáng, hai cung đều cho là lạ, gọi là kim tiên đồng tử. Ở hai bên tả có hai nốt ruồi đen, cho nên có thể cán đáng được việc lớn. Có lẽ trong lịch sử của Vương Triều Trần, chỉ có cuộc đời của Hoàng đế Trần Nhân Tông là nhuốm màu huyền thoại. Huyền thoại về một siêu nhân hoàng đế, mà tài thao lược của ông được sáng tạo và thăng hoa trong những sự kiện bi hùng của vận nước. Đây là một cái chi tiết mà chúng tôi rất là lưu ý, bởi vì là có lẽ trong các cái ông vua nhà Trần đó, không có một vị vua nào mà được cái giới sử học người ta đề cập đến cái hình tướng của họ cả. Riêng Trần Nhân Tông thì lại người ta bàn rất nhiều về chuyện này. Cái câu chuyện đầu tiên là cái việc mà hoàng hậu nằm mơ và thấy một cái sứ giả nhà trời mang đến cho hai thanh gươm và bảo hãy chọn lấy một trong hai, thì hoàng hậu đã chọn lấy một cái thanh gươm ngắn. Rồi sau khi mà mang thai và sinh ra Trần Nhân Tông thì có thể nói là hình tướng lúc bây giờ là một cái toàn thể mang cái màu vàng, màu vàng rồng, cho nên là các cung lúc bây giờ người ta mới gọi là ngài là
Kim Tiên Đồng Tử, một cái tên rất là hay. Và hai cái chi tiết này đó, nó đã phản ánh trong cái cuộc đời của Trần Nhân Tông. Thứ nhất, ngài là một vị vua anh minh, và thứ hai là một cái người có căn tu và đắc pháp. Không chỉ mang chân mệnh thiên tử, sinh thời Hoàng tử Khâm còn được tắm gội trong nền văn hiến Thăng Long. Thăng Long đã chắp cánh để ông vượt vũ môn, lập đức, lập nghiệp, lập công huân. Khi trưởng thành, ông được vua cha đặc biệt quan tâm, dạy bảo nhằm chuẩn bị cho việc kế tục ngai vàng chấn hưng Đại Việt. Sử chép: vua Trần Thánh Tông cho chọn người nho học trong nước, người nào có đức hạnh xung vào hầu Đông Cung. Tuệ Trung Thượng Sĩ, tướng quân Lê Phụ Trần, học giả Nguyễn Thánh Huấn, Nguyễn Sĩ Cố, đó là những văn thần võ tướng lỗi lạc, là bậc nguyên thần tiêu biểu của Đại Việt. Họ đều là thầy học của Trần Nhân Tông. Ngay cả Hoàng đế Trần Thánh Tông cũng soạn Di Hậu Lục để dạy con. Nền tảng giáo dục uyên thâm của Vương Triều Trần đã giúp cho Trần Nhân Tông tiếp thu triệt để học vấn tinh hoa của Đại Việt bằng tri thức kết hợp với văn chương, quân sự và âm nhạc. Theo Thánh Đăng Ngữ Lục thì Điều Ngự, tức Trần Nhân Tông, tính thông minh, đa năng hiếu học, xem trải mọi sách, thông nội ngoại điển. Trong lời đề từ cho bức họa Trúc Lâm Đại Sĩ Xuất Sơn Đồ của danh họa Trần Quang Trì đã phần nào gợi mở về sự học của Hoàng đế Trần Nhân Tông. Khi lớn, ngài học thông tam giáo và hiểu sâu Phật Điển. Ngay cả thiên văn, lịch số, binh pháp, y thuật, âm luật, không thứ gì là không mau chóng nắm được sâu sắc. Năm Giáp Tuất 1274, ông được phong Hoàng Thái Tử khi 16 tuổi, và sau đó kết hôn với con gái trưởng của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Nhận thấy Thái tử Khâm đã hội tụ uy đức, Hoàng đế Trần Thánh Tông có ý định truyền ngôi, song ông từ chối và muốn nhường ngôi cho em mình là Đức Việt. Sự kiện này đã trở thành sự kiện có 102 trong lịch sử Đại Việt. Tuổi mới 16 niên phương, vua cha định liệu cho thăng trị vì, Điều Ngự hai phen tâu quỳ khiến nhường cho em trị vì thay anh. Thái tử lòng muốn tu hành, nhìn xem phú quý tâm tình nhưng tuy ở điện bệ Đông Cung, lòng hằng giữ nhớ tôn phong nhà thiền. Trước lúc lên ngôi đã muốn nhường cái chức thái tử đó cho em mình là Đức Việt. Thế nhưng mà vua cha không đồng ý. Nhưng mà cái điểm này tôi thấy một vấn đề như thế này, tức là ngay từ thời niên thiếu, thời tuổi trẻ, thì Trần Nhân Tông đã ngưỡng mộ vì tư tưởng giáo lý của Phật giáo. Cho nên ông mới làm như vậy. Thế nhưng mà vua cha đã nhìn thấy một điều là gì? Ở Trần Nhân Tông là con người có thể gánh vác được những việc lớn của đất nước. Cho nên là vua cha là không đồng ý mình này. Thậm chí phải là cho người tìm về, phải đưa về. Có thể nói ảnh hưởng của Phật giáo đã ảnh hưởng sâu sắc trong hoàng tộc triều Trần. Ánh sáng cửa thiền tiếp nối trở thành ngọn ngọn huy hoàng, rộng thì làm gọn lại, lớn thì thu nhỏ lại, cuối cùng cốt đạt cho được cái tâm vô thượng chính giác. Thứ tôn giáo đó đã vận vào Thái tử Khâm như một thiên mệnh, dù ở địa vị cao sang hay cầm sắt hài hòa, nhưng khát vọng xuất gia tu Phật của ông vẫn cháy bỏng. Một đêm, vào giờ Tí, vua bèn vượt thành mà đi, tìm vào núi Yên Tử. Đến chùa tháp núi Đông Cứu thì trời đã sáng mà mình lại rất mệt, bèn vào nghỉ ở trong tháp. Vị sư chùa thấy diện mạo vua khác thường,
bèn đem thức ăn dâng vua. Năm Kỷ Mão 1279, Thái tử Khâm lên ngôi hoàng đế ở tuổi 21, lấy hiệu là Trần Nhân Tông. Lịch sử của Đại Việt bước sang một trang sử mới, một trang sử thấm đẫm những khúc bi hùng với hai lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Hoàng đế Trần Nhân Tông đã lấy sức trẻ phù đồng, khí thế di sơn đảo hải cùng với công hầu khanh tướng của Đại Việt bước vào cuộc chiến vệ quốc đầy chông gai thử thách trước một đế chế Nguyên Mông đang giáo giết chuẩn bị xâm lược. Lại nói về Hoàng đế Trần Nhân Tông sau khi lên ngôi. Ông đã thực hiện hàng loạt chính sách nhằm ổn định xã hội bằng việc đại xá cho thiên hạ nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Mão 1279. Tiếp đó, ông đã lệnh cho bộ hình giải quyết những bất công còn tồn đọng. Nhờ vậy, nhiều nỗi oan của dân đã được giải quyết. Hoàng đế Trần Nhân Tông đã tái dựng về một quá khứ huy hoàng của dân tộc bằng việc phong thần cho các nhân thần, và thần văn hóa đã có công xây dựng và bảo vệ tổ quốc như Phù Đổng Thiên Vương, Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục, Phùng Hưng, Lý Thường Kiệt. Song song với kế sách an dân, Hoàng đế Trần Nhân Tông còn giải quyết về cương vực và lãnh thổ. Ông đã cử Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật đi dẹp Trịnh Giác Mật ở Đà Giang với những kế sách hợp lòng người, lòng trời. Ông đã thu phục những kẻ nổi loạn mà không mất mũi tên nào. Nhằm đối phó trước âm mưu của nhà Nguyên, Hoàng đế Trần Nhân Tông đã kiên quyết bằng mọi giá giữ yên ổn phía Nam, không để cho nhà Nguyên gây chia rẽ tình hữu nghị Đại Việt Champa. Tháng 2 năm 1282, Champa cử phái bộ hơn 100 người do bố Bà Ma dẫn đầu đến Đại Việt dâng voi trắng, yêu cầu Đại Việt chi viện chống quân Nguyên. Cuối năm 1282, Hoàng đế Trần Nhân Tông xuống chiếu cử 2 vạn quân và 500 thuyền chiến đến Champa cùng với Champa kháng chiến chống kẻ thù chung Nguyên Mông. Thế trận liên minh Việt Cham ra đời. Hoàng đế Trần Nhân Tông đã phát huy sức mạnh tổng hợp của quân dân Đại Việt. Ông đã cấu kết lòng dân bằng lòng từ bi, bằng chân mệnh của thiên tử. Ông đã trị quốc bằng tri thức, nhân văn, hiểu mình, hiểu người với thế trận ngoại giao xuất sắc. Hoàng đế Trần Nhân Tông đã vì trời mà lập tâm, vì cương thường mà lập cực, vì trăm họ mà lập mệnh, vì ức muôn đời để mở nền thái bình, giúp cho thế nước vững như Thái Sơn Bàn Thạch. Hoàng đế Trần Nhân Tông đã thành công với 2 hội nghị vô tiền khoáng hậu, đó là hội nghị quân sự Bình Than vào năm 1282, gồm các vương hầu và trăm quan triều hội để bàn kế đánh phòng và chia quân chặn nơi hiểm yếu. Hội nghị Diên Hồng 1285 tại Thăng Long. Vào thời điểm trước năm 1285, thời điểm mà quân Nguyên Mông phát động cuộc chiến tranh xâm lược thì có hội nghị Diên Hồng, thì tổ chức ngay tại Điện Diên Hồng. Thì hội nghị này thì do Thượng Hoàng Trần Thánh Tông đứng đàn chủ trì. Chứng tỏ là hai vị Hoàng đế và Thượng Hoàng là có vai trò cực kỳ quan trọng trong cái đoàn kết toàn dân và nhân dân, kể cả cái bộ chỉ huy cao nhất của cuộc kháng chiến hồi bấy giờ. Tất cả các bộ lão không ai bảo ai mà dường như là cùng một lúc đều đồng thanh giơ tay lên, hét lên rằng đánh. Chính cái đó tạo nên cái khí thế sát thác của thời trận. Và không phải ông vua nào cũng có thể tổ chức được như thế. Có thể nói đây là một cái hội nghị chính trị đặc biệt mà lần đầu tiên tổ chức được ở thời phong kiến. Nghiệp tổ xuất thân từ trại lưới, nên hơn ai hết, Hoàng đế Trần Nhân Tông là người hiểu rõ sức mạnh của thủy quân. Ông đã nương vào nơi giao thoa của 6 dòng sông,
để lấy tú khí luận bàn, lấy những cơn sóng gầm gào để mở ra nước cờ hay định giặc. Với một nhãn quan quân sự kiệt xuất, Hoàng đế Trần Nhân Tông còn làm nên tiếng thét sát thát vang dậy núi sông, hòa quyện trong âm hưởng diên hồng trăm họ, đòi bêu đầu hốt tất liệt dưới cửa khuyết, phơi sắc Vân Nam Vương ở Cảo Nhai. Năm 1279, vó ngựa Nguyên Mông tràn xuống lục địa Trung Hoa. Thừa tướng Lục Tú Phu nhà Tống đã phải cõng vua Tống là Triệu Bính nhảy xuống biển từ từ. Hốt Tất Liệt đã xóa sổ thiên triều Nam Tống, đặt ách thống trị trên toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của Trung Hoa. Dường như sứ mệnh của lịch sử nhân loại đang được đặt lên vai của quân dân Đại Việt, một quốc gia nhỏ bé, theo cách gọi ngạo mạn của quân tướng nhà Nguyên, bọ ngựa dám chống xe. Để gây sức ép với quốc gia Đại Việt, hàng loạt các chiêu thức ngoại giao của nhà Nguyên đã được thực thi tại Thăng Long. Hăm dọa, ngang ngược, mua chuộc. Kỳ thực, các nước tứ phương đầu hàng trước Khanh đã đông rồi. Sau Khanh chỉ có nhà Tống mà thôi. Trước những leo thang hàng giờ của Nguyên Mông, vua tôi nhà Trần đứng đầu là Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế Trần Nhân Tông đã bình tĩnh sử dụng chính sách ngoại giao khôn khéo nhằm trì hoãn các đợt tiến binh của nhà Nguyên, đồng thời tranh thủ thêm thời gian để tăng cường sức mạnh quân đội và bố phòng các mặt trận sung yếu chờ thời cơ để phản công. Chúng ta thấy là hầu như những cuộc phản công mà do quân dân nhà Trần thực hiện thì hầu như là đều diễn ra trong mùa hè. Mà cái mùa hè thì cái danh lam, cái gọi là cái gọi là danh lam chứng khí của cái đất phương Nam thì người phó là khiếp lắm. Đến lúc đấy là bệnh dịch nó phát triển lên, tức là từ mùa xuân đến mùa hè, chứ còn ít khi tác chiến vào mùa khô. Tháng 8 năm 1284, Hốt Tất Liệt ra lệnh tấn công Đại Việt với ba gọng kìm, hai hướng Bắc Nam, với một ý đồ đè bẹp quân dân nhà Trần ngay từ trận đầu. Cánh quân thứ nhất do Thái tử Thoát Hoan cầm 50 vạn quân tiến đánh Lạng Sơn. Cánh quân thứ hai do tướng Nasiruddin, đồn trú Vân Nam, mang kỵ binh tiến đánh Tuyên Quang. Cánh quân thứ ba do Toa Đô chỉ huy đánh ngược từ phía Nam lên Thăng Long. Tuy nhiên, để tung hỏa mù, Triều Nguyên vẫn đưa ra những luận điệu lừa bịp. Giấy quân là vì Champa, chứ không phải vì An Nam. Tướng A Lý Hải Nha còn láo xược đòi Đại Việt cho mượn đường, chuẩn bị lương thực cho quân Nguyên Mông tiến đánh Champa, và Hoàng đế Trần Nhân Tông phải lên biên giới đón Thoát Hoan. Câu trả lời của quân dân Đại Việt: không, từ nước tôi đến Chiêm Thành, thủy bộ đều không tiện. Vậy là giang sơn Đại Việt một lần nữa lại rung chuyển trong vó ngựa của quân Mông Thát. Cả nước vào trận với lời hiệu triệu của Hoàng đế Trần Nhân Tông ầm vang sông núi. Triệu triệu người là lính, sóng Bạch Đằng lũ Hồng Hà cuộn đỏ trong khí thiêng của dân tộc. Tre đã thành trông, sông đã thành sông lửa, sẵn sàng đánh giặc. Vua Trần Nhân Tông và các tướng lĩnh của mình luôn biết tổ chức cái tiến hành kháng chiến lâu dài, tránh chỗ mạnh đánh vào chỗ yếu của địch, thực hiện vườn không nhà trống, đi liền với nó là tìm mọi cách triệt lương của địch, triệt cái con đường tiếp tế lương thảo của địch. Tháng 4 mùa hạ, quân Toa Đô từ Chiêm Thành kéo ngược về Thăng Long, cướp bóc suốt dọc đường từ Châu Âu, Châu Lý, Châu Hoan, Châu Ái đến Tây Kết.
Hoàng đế Trần Nhân Tông nói với quần thần rằng: quân giặc đi muôn dặm đường để đi đánh úp người ta, vì không đánh được mà phải bỏ đi. Bây giờ nhân lúc chúng mệt mỏi mà đem quân đã được nghỉ ngơi dưỡng sức của ta để đối địch với quân mệt mỏi của chúng, đánh ngay một trận phủ đầu cho chúng mất hết nhuệ khí thì tất nhiên phá được giặc. Thời cơ phản công đã tới. Tháng 5 năm 1285, nhận lệnh của Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, Hoàng đế Trần Nhân Tông, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn dẫn đại quân tiến ra Bắc. Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải và một số tướng lĩnh được giao nhiệm vụ đập vỡ tuyến phòng thủ của địch trên phòng tuyến sông Hồng. Sử thần Ngô Sĩ Liên bàn rằng: nhà Trần như Hưng Đạo Vương thì học vấn tỏ ra ở bài hịch. Phạm Điện Súy tức Phạm Ngũ Lão học vấn biểu hiện ở câu thơ, không chỉ có chuyện về nghề võ, thế mà dùng binh tinh diệu, hễ đánh là thắng, đã tấn công là chiếm được. Vậy là sau một tháng, bằng nghệ thuật quân sự điêu luyện, Hoàng đế Trần Nhân Tông đã cùng với quân dân Đại Việt phản công, lập nên những chiến công vang dội. Chiến thắng đó mở đầu cho những Hàm Tử, Trương Dương, Tây Kết, Bạch Đằng Bất Tử gắn với Hoàng đế Trần Nhân Tông, Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và Tổng Tư lệnh Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Lời cẩn án trong Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép: trận đánh thắng được giặc ở Trương Dương, thu phục được kinh thành là chiến công to nhất bấy giờ. Lời phê cũng nói rằng: lúc bấy giờ nhà Nguyên mới nổi lên, khí thế rất ngang ngược. Nhà Trần cũng may gặp lúc mới nổi lên, được các vua Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông và tướng văn tướng võ, phần nhiều người tài, mới có thể đánh bại được giặc, giữ được nước, chứ nếu gặp người khác thì chưa biết thế nào. Ngày 9 tháng 7 năm 1285, Hoàng đế Trần Nhân Tông, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông cùng với đại quân tiến vào Thăng Long. Trong khúc ca khải hoàn, Thượng tướng Trần Quang Khải đã hạ bút với những áng thơ hùng hồn đầy cảm xúc: đoạt sáo Trương Dương Độ, cầm hồ Hàm Tử Quan, Thái Bình tu nỗ lực, vạn cổ cựu Giang Sơn. Sau khi rút quân về thì cái cơn giận dữ và cái mong muốn trả thù của Hồ Tất Liệt là được đẩy lên rất cao. Cho nên mặc dù là sau cái lần thứ hai đó, Trần Nhân Tông đã có những cái chính sách ngoại giao rất là mềm dẻo, rất là khéo léo. Ví dụ như là chúng ta phải cống nộp, rồi chúng ta phải cử sứ thần sang để mà xoa dịu cái nỗi giận dữ của Hồ Tất Liệt. Nhưng rồi cuối cùng chúng ta cũng nhận định rằng là chắc chắn Hồ Tất Liệt sẽ không tha. Và y như chúng ta đã dự đoán, Hồ Tất Liệt đã xu quân đánh lần thứ ba năm 1287 và 1288. Cuộc kháng chiến Mông Nguyên lần thứ ba đã diễn ra trong cái điều kiện mà chúng ta đã hai lần thắng được đối phương, cho nên là cái lòng tự tin của dân tộc nó càng vững chãi hơn, và do đó mà cái sức mạnh tinh thần nó càng cao hơn, và chúng ta có thể có được một cơ sở để giành được thắng lợi trong lần thứ ba này. Rút kinh nghiệm của kháng chiến lần thứ hai 1285, Hoàng đế Trần Nhân Tông và Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn không ngăn giặc ngoài biên ải mà chủ động rút lui, dụ địch vào sâu để tiêu diệt. Ngày 2 tháng 1 năm 1288, Thoát Hoan chiếm Vạn Kiếp. Tuy nhiên, một thất bại lớn của quân Nguyên đã xảy ra ở Hạ Long. Tướng Trương Văn Hồ đã rơi vào ma trận của phó tướng Trần Khánh Dư. Theo nguyên sử trận này, quân Nguyên mất 220 quân, thuyền 11 chiếc, lương mất hơn 14.300 thạch. Chiến thắng Vân Đồn đã làm phá sản kế hoạch tiếp lương, và đó còn là hồi chuông báo hiệu ngày sụp đổ của quân đội viễn chinh Nguyên Mông. Sử thần Triều Lê bàn rằng: năm nay vết thương không thảm như năm trước, Khánh Dư có phần công lao trong đó. Trương Văn Hồ vốn là một cướp biển khét tiếng, mà sau này trở thành một cái vị quan của nhà Nguyên và được giao
gọi là phó tướng mà chỉ huy là đưa cái lương thực tiếp tế sang cho quân Nguyên. Thế thì chúng ta biết được cái âm mưu và chúng ta tổ chức cái trận phục kích rất lớn ở Vân Đồn Cửa Lục, là thiêu hủy toàn bộ 70 vạn hộc lương như thế. Thì cái việc mà cái đoàn thuyền lương mà bị đốt cháy thì quân Nguyên ở trong nội địa nó mất tinh thần. Bên cạnh đó là chúng ta làm cái vườn không nhà trống. Đấy là những cái nét đặc sắc trong cái tổ chức kháng chiến quyền tử của thầy Trần. Đây Yên Tử. Một trong những nơi mà Hoàng đế Trần Nhân Tông đã dừng chân để tuyển binh, đó là khu vực chùa Minh Khánh ở thị trấn Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Dấu tích một thời ầm vang chống trận còn lưu danh như Xóm Gạo, là nơi giã gạo cho vua và quân sĩ. Xóm Kỳ là nơi chuyên may cờ. Xóm Ngự Dội là nơi vua tắm. Xóm Chiêng là nơi quân nhạc đóng. Đống Quan Cư, nơi vua quan họp bàn. Đống Tràng Bắn là nơi tập bắn của quân sĩ. Cảm kích về tinh thần giúp đỡ của người dân nơi đây, Hoàng đế Trần Nhân Tông đã đặt tên cho làng là Hương Đại, tức Núi Thơm. Chùa Minh Khánh còn là nơi đặt bản doanh của Hoàng đế Trần Nhân Tông, gắn với lời thề bằng máu của quân dân Đại Việt trong công cuộc kháng chiến chống quân Nguyên. Thời gian cứ trôi theo một quy luật không đổi, những dấu tích xưa cũ vẫn hiện diện như những sát na đồng điệu, để trong tiếng ầm mì của vũ trụ là tiếng của đất trời về khí thiêng của Sát Thát. Sát Thát Diệu Hoàng Uy Thạch Mã Cơ Hồi Nê Tích Tại, Ngộ Thiên Di Phật Giới Trúc Lâm Thiên Cổ Huyết Thư Hương, nghĩa là Diệt Thát Diệu Kỳ Oai Ngựa Đá Mấy Hồi Bùn Dấu Vẫn Còn Đây. Giác ngộ trời tỏ rõ ở thế giới trúc lâm nghìn thuở, máu viết trên thư còn thơm. Chùa Minh Khánh còn lưu giữ 9 hạt xá lợi của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Dấu bóng lịch sử luôn là những mảng cắt huyền thoại, nhưng sự tích về vị hoàng đế anh hùng vẫn là biểu tượng bất tử trong lòng dân. Phải chăng Hoàng đế Trần Nhân Tông là đấng thế tôn vì đại sự nhân duyên mà xuất hiện để hành đạo cứu đời? Vạn thế uy linh phù tổ quốc, cửu hoàng xá lợi phó bình kha, nghĩa là oai thiêng vạn thế giúp tổ quốc, 9 viên xá lợi mặc cán búa mòn. Đây là đạo sắc phong vào ngày 16 tháng 5 năm Cảnh Hưng thứ 44, sắc cho Trần Triều Hoàng đế Nhân Tông thiền vị tu hành huyết thư, tức là tu hành lấy máu mà viết trên giấy, lưu lại thần vị là một vị đại thánh trúc lâm. Kim thân, tức là thân của ngài là thân vàng, chay tịnh, tuệ trí, tuệ giác rất là sáng suốt. Ngài là bậc hoàng đế điều ngự minh thông. Ngày 2 tháng 2 năm 1288, Thoát Hoan ra lệnh cho đại quân vượt sông Hồng đánh vào Thăng Long.
Thoát Hoan tiến vào Thăng Long, nhưng Thăng Long chỉ là một tòa thành trống rỗng. Tức tối, Ô Mã Nhi hùng hổ thúc quân vây bắt vua Trần và lớn tiếng nói: "Ngươi chạy lên trời, ta theo lên trời. Ngươi chạy xuống đất, ta theo xuống đất. Ngươi trốn lên núi, ta theo lên núi. Ngươi lặn xuống nước, ta theo xuống nước." Quân Nguyên còn phạm tội ác tày trời với văn hóa Thăng Long. Chúng còn khai quật lăng mộ Trần Thái Tông ở phủ Long Hưng để trả thù. Chính Nguyên Sử cũng phải thừa nhận, Quân Nguyên đã đốt phá chùa chiền, đào bới lăng mộ, cướp giết người già trẻ em, tàn phá sản nghiệp của trăm họ. Không có điều gì mà Ô Mã Nhi không làm. Thăng Long vườn không nhà trống, Thăng Long đỏ lửa trong sức nóng ngùn ngụt, hồn thiêng sông núi của đất kinh kỳ nổi giận trong im lặng. Thoát Hoan không ngờ rằng đằng sau sự im lặng đó đang tiềm ẩn cơn cuồng phong của quân dân Thăng Long bằng một thế cờ bí hiểm. Vòng vây của quân dân Đại Việt siết chặt dần, thòng lọng đang quàng vào cổ Thoát Hoan. Đã từng chinh chiến áo lỗ xích, Ô Mã Nhi chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Nguyên Sử đã từng thú nhận, tướng sĩ phần nhiều bị bệnh dịch không thể tiến được, mà Chư Man lại phản. Những nơi sung yếu đã chiếm được, nay đều thất thủ. Thế trận chiến tranh nhân dân của quân dân Đại Việt đã vắt kiệt sức các chiến tướng nhà Nguyên. Tiền quân nao núng, hậu quân hoảng loạn, khiến cho các quân tướng phải khuyên Thoát Hoan. Ở Giao Chỉ, không có thành trì để giữ, không có lương thực để ăn, và lại khí trời đã nóng nực, sợ lương hết quân mệt, không lấy gì để chống giữ lâu được, nên toàn quân về thì hơn. Ngày 30 tháng 3 năm 1288, Thoát Hoan sai Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp rút quân. Hộ tống quân thủy là đội quân kỵ binh do Trịnh Bằng Phi, Tatura chỉ huy. Ngày 8 tháng 4 năm 1288, sau trận chúc động trên sông Giá, Ô Mã Nhi buộc phải theo sông Đá Bạc để thoát ra sông Bạch Đằng. Cả Thoát Hoan, Ô Mã Nhi không thể ngờ được chúng đang rơi vào nước cờ sóng bạc đầu của Hoàng đế Trần Nhân Tông. Thế trận cọc Bạch Đằng đã sẵn sàng, niềm tin chiến thắng đã trở thành hiện thực. Sóng đã dâng, tiếng thét sát thát nổ tung trời, lửa khói bốc ngùn ngụt. Tất cả đã trở thành cơn cuồng phong nhấn chìm thủy quân Nguyên Mông bằng hào khí Đông Nga bất diệt. Cái nét đặc sắc thứ ba của quân nghệ thuật quân sự Đại Trần đó là phát huy đến mức cao nhất cái sở trường thạo thủy diễn, giỏi dùng thuyền của người Việt, để mà chống lại cái sở trường của quân Nguyên Mông, đó là đánh đội hình, đánh trên lưng ngựa, đánh trên thảo nguyên. Quân Nguyên, những kỵ binh Mông Cổ mà phải xuống thuyền thì từ sở trường thành sở đoản. Nguyên Sử đã từng chép về hình ảnh bi đát của đội quân từng được coi là đại hồng thủy của thế kỷ 13 như thế này: lúc đó quân ta, chỉ quân Nguyên, đã thiếu ăn lại mệt vì chiến đấu, tướng tá nhìn nhau mà thất sắc. Điểm nổi bật nhất trong ba lần kháng chiến chống Nguyên Mông đó là Hoàng đế Trần Nhân Tông đã quy tụ lòng dân về một mối, để cả nước đánh giặc, nước nhà chung sức, toàn dân là lính, trăm họ là binh để giành thắng lợi. Ba lần chiến thắng trước quân Nguyên Mông còn đẩy lùi tham vọng bành trướng của Triều Nguyên đối với một số quốc gia ở Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông ngày 18 tháng 4 năm 1288, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, Hoàng đế Trần Nhân Tông đã trở lại hành cung Long Hưng, nay là xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, làm lễ hiến tiệp ở Lăng Thái Tông.
sau chiến thắng quân Nguyên lần thứ 3 đấy, quân dân Đại Việt cùng vua tôi nhà Trần bắt được toàn bộ cái bộ tham mưu của giặc Nguyên Mông, gồm Tích Lệ Cơ Ngọc, Nguyên Soái Ôm Ai Nhi, các tham chính Sầm Đoàn, Vạn Nộ và Phạn Thiếp, mang về trước Chiêu Lăng của Trần Thái Tông tế sống tổ tiên. Đấy. Thế thì sau khi thăm lại Lăng Tẩm ấy, vua cha là Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông ấy, thì thấy rằng hai hàng voi đá ngựa đá trầu trước lăng của cha ông mình, vó ngựa nó vấy bùn lên các cái voi đá ngựa đá, cho nên là Trần Nhân Tông ông xót xa và xúc cảm mới viết hai câu thơ bất hủ: xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, sơn hà thiên cổ điện kim mâu. Có nghĩa là đất nước hai phen chồn ngựa đá, non sông ngàn thuở vững âu vàng. Thăng Long sau ba lần huyết chiến đã từ đau thương mà đứng lên. Ca khúc khải hoàn hân hoan đón Hoàng đế Trần Nhân Tông và đại quân tiến vào giải phóng Thăng Long. Một lần nữa sứ mệnh lịch sử chấn hương đất nước lại đặt lên vai Hoàng đế Trần Nhân Tông và quân dân Đại Việt. Thăng Long bay lên trong khí thiêng của sông núi, trong dĩ nhân tâm, vi kỷ tâm, trong tài thao lược của Hoàng đế anh hùng Trần Nhân Tông để đưa Đại Việt trở thành một quốc gia hùng mạnh nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ. Ngày 27 tháng 3 năm Mậu Tý 1288, Hoàng đế Trần Nhân Tông đã ban chiếu, công bố đại xá trong cả nước, miễn tô thuế, tạp dịch cho những vùng đã bị tàn phá trong chiến tranh. Ông đã lo trước cái lo của thiên hạ, chăm sóc đời sống của thần dân trước khi ban bổng lộc chức tước cho những người có công trong kháng chiến chống Nguyên Mông. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: mùa hạ tháng 4, Thượng Hoàng ngự ở hành lang thị vệ, đại xá cho thiên hạ. Những nơi bị binh lửa cướp phá thì miễn giảm theo mức độ khác nhau. Năm 1289, mùa hạ, tháng 4, Hoàng đế Trần Nhân Tông đăng đàn tiến phong Hưng Đạo Vương là Đại Vương và phong các con của Ngài là Hưng Vũ Vương làm Khai Quốc Công, Hưng Nhượng Vương làm Tiết Độ Sứ, các quan lại khác, người nào có công lớn thì được ban quốc tính. Công tội phân minh, đó là việc làm đầy tính nhân văn của Hoàng đế Trần Nhân Tông. Ngài đã nâng tình quân dân lên một tầm cao mới, phát huy thế mạnh của tay long, tay hổ, nhưng cũng nghiêm trị với những kẻ đã đầu hàng giặc. Kẻ nào đầu hàng trước đây thì dẫu bản thân đang ẩn náu ở triều đình giặc cũng bị kết án vắng mặt, xử tội đi đày hoặc tử hình, tịch thu điền sản, sung công. Lại xử tội đồ quân dân hai hương ba điểm và bàng hà, làm thang mộc binh phải chọn đời làm lính, làm dân, không được làm quan. Đất nước binh lửa thiên tai, nhưng với tài lật sông đảo biển, Hoàng đế Trần Nhân Tông đã cùng với trăm họ đưa Đại Việt sau 3 năm chiến tranh không những phục hồi mà còn trở thành hùng cường và tráng lệ. Sử cũ chép rằng năm 1293, các sứ nhà Nguyên là Lương Tăng, Trần Phu đến Đại Việt. Họ đã ngỡ ngàng khi thấy một đất nước mùa đông gió rét nhưng mạ vẫn phơi phới. Còn kinh thành Thăng Long được xây dựng lại bề thế, cung thất có 5 cửa, trên để Đại Hưng, hai bên có cửa nách, chính điện có 9 gian đề tên Thiên An Ngự Điện, cửa chính nam là Triều Thiên Các. Sứ Nguyên Mông còn đắng cả dạ, bạc cả tóc trước gươm thiêng trong thế trận răng lược của quân dân Đại Việt. Bóng lòe gươm sắt, lòng thêm đắng, tiếng dọn trống đồng, tóc đốm hoa. Thăng Long Đại Việt đã trở thành con sóng dâng trào, xóa đi tất cả vết nhơ ngoại xâm, để dựng xây đất nước nghìn thu bằng nội lực, với tài tề ra trị quốc của Hoàng đế Trần Nhân Tông. Các sứ thần nhà Nguyên còn run cầm cập khi nhớ lại những trận đánh sấm vang chớp giật của thủy quân Triều Trần ở Vân Đồn, Vạn Kiếp, Bạch Đằng. Chính Nguyên Sử đã phải chép như thế này: thuyền nhẹ và dài, ván rất mỏng, đuôi thuyền như cánh chim uyên ương,
hai bên nổi cao, dùng đến 30 tên lính để trèo, phần lớn có đến 100 tên chạy nhanh như bay. Thủy quân của Đại Việt lúc bấy giờ đã được phát huy tối đa trong điều kiện tự nhiên của sông Ngòi. Thế trận đó đã gây bất lợi cho kỵ binh của quân Nguyên Mông, vốn chỉ quen tác chiến trên đồng cỏ. Điều bất ngờ với quân Nguyên không chỉ là thủy quân, mà hỏa pháo của nhà Trần cũng làm cho họ kinh hoàng. Hỏa pháo của nhà Trần được các sử Nguyên nhắc đến trong trận đánh phòng ngự ở Kinh Đô Thăng Long năm 1288. Trong trận chiến đó, quan quân nhà Nguyên chỉ thấy sau trước là biển lửa, là sức tàn phá của hỏa pháo, khiến cho đội hình chiến đấu của quân Nguyên rơi vào ma trận. Tiếng hét hỗn loạn đó đã trở thành âm thanh ghê rợn trên khắp chiến lũy Hào Sâu. Hoàng đế Trần Nhân Tông đã khai thác triệt để sở trường của Đại Việt, điểm đúng vào huyệt yếu nhất của quân Nguyên mà hành sự. Mỗi gò đống là pháo đài, mỗi tấc sông là hào sâu, để trở thành biển lửa, biển nước tiễn đưa tất cả các mãnh tướng của nhà Nguyên như Lý Hằng, Lý Quán, A Bát Xích xuống địa ngục. Tuy nhiên, tính Phật trong Hoàng đế Trần Nhân Tông còn thể hiện trong hòa giải với các nước láng giềng. Với triều Nguyên, ông hiểu rằng hận thù không thể xóa bỏ được hận thù, mà phải lấy tình thương để xóa bỏ hận thù. Vì vậy, sau chiến thắng 1288, gần 10,000 tù binh đã được Hoàng đế Trần Nhân Tông trả tự do. Sử thần Ngô Sĩ Liên đã từng bàn: Trần Nhân Tông là ông vua trung hậu của nhà Trần, trung hậu. Tư tưởng mà bao dung tha thứ ở vua Trần Nhân Tông là đặc biệt. Khi mà đất nước Hải Hoàn chiến thắng quân Nguyên Mông xong thì dâng nộp cho đức vua và triều đình cái danh sách trong hoàng thân cũng như những người dân mà đầu hàng giặc. Thì một cái điều mà không phục nhất là ngài cho đốt cái danh sách này, không lục lại cái danh sách nữa. Ngài nói là giặc đã về nước rồi. Thế điều đó là đã cứu lại được bao nhiêu sinh linh, không có bị hận thù nối kiếp. Mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy á, là hận thù diệt hận thù, không bao giờ hết được. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Thời đó là chưa có cái luật mà trao trả tù binh, nhưng mà ngài Trần Nhân Tông á, là cái người mở màn đầu tiên. Thì người ta nghĩ rằng là không biết là ngài làm như vậy là sợ sệt hay tại sao. Thì chúng ta thấy có hai điều. Thứ nhất là ngài nhìn rất là xa, là người ta đến người ta đánh mình phải đuổi người ta đi. Nhưng mà với cái tinh thần mong cầu hòa bình, cho nên là mình không có cái nghiệp sát. Cái thứ hai là bằng cái tinh thần từ bi của nhà Phật, thì họ cũng là những cái người dân thôi, nhưng mà ảnh hưởng chiến tranh, cho nên là không phải là họ cố ý, cho nên là ngài cũng vui vẻ trả về. Không chỉ là một danh nhân quân sự, một minh quân, Hoàng đế Trần Nhân Tông còn là nhà văn hóa lớn của Đại Việt. Ông đã cải tiến chế độ thi cử, phát triển thơ văn bằng chữ nôm, góp phần làm nên bản sắc riêng của văn hóa Đại Việt từ thế kỷ 13 trở đi. Hai tác phẩm chữ nôm Cư Trần Lạc Đạo, Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca của Trần Nhân Tông thuộc loại văn học luận đề. Đó là những bản văn chính luận mang đậm tư tưởng, lý luận nhưng đầy chất thơ, chất thiền. Trong đó tinh thần nhập thế được coi là chủ đạo. Giáo dục Nho giáo thì bắt đầu từ thầy Lý, nề nếp thì và khẳng định cái nền quân chủ phát triển và hình thành ra một chế độ phong kiến thì bắt đầu từ thầy Trần. Có lẽ là kết hợp giữa cái quan hệ sản xuất phong kiến cũng như một nền quân chủ phát triển để tạo ra một cái văn hóa của Thăng Long của thời Trần. Và Trần Nhân Tông thì sự tỏa sáng của ngài trên cơ sở cái nền tảng văn hóa ấy cùng với sự phát triển cái ảnh hưởng sức mạnh của Phật giáo trong thời kỳ của nhà Trần. Đây là cái chân dung mà tôi có thể nhận được cái vị vua mà bây giờ là cả thế giới người ta biết đến và ngưỡng mộ chính là Trần Nhân Tông vào thế kỷ 13. Những cải cách mang tính giáo dục cao của Hoàng đế Trần Nhân Tông đã đặt nền móng đầu tiên cho nền văn học Lý Trần khôi kỳ hùng vĩ, nói như nhà bác học Lê Quý Đôn. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép: Ngày 27 tháng 3 năm Mậu Tý 1288, chỉ ít ngày sau khi trở về Thăng Long, Hoàng đế Trần Nhân Tông buộc các quan phải đọc chiếu
bằng hai thứ tiếng Hán và Nôm mỗi khi tuyên đọc lời vua, thì viện Hàn Lâm lĩnh đưa bản thảo tờ chiếu cho Hành Khiển để giảng tập trước. Đến khi tuyên đọc thì giảng cả âm nghĩa cho dân thường dễ hiểu. Ngay cả lúc xa giá, Hoàng đế Trần Nhân Tông đi các nơi, người đều sử dụng chữ Nôm với tiếng nói nôm na dễ hiểu để giao tiếp, nhằm cổ suý thần dân chăm lo, gìn giữ tiếng Việt. Sách chép: vua từng ngự chơi bên ngoài, giữa đường, hễ gặp gia đồng của vương hầu, thì tất gọi chúng mà hỏi, chủ mày đâu? Rồi dặn các vệ sĩ, không được thét đuổi. Về mặt văn hóa đó, người cũng đã có những cái đóng góp rất lớn để góp phần vào cái việc tạo nên một cái sự thăng hoa của cái nền văn hóa Thăng Long. Đặc biệt là cái tinh thần dân tộc rất cao, người đã phát huy cái truyền thống của dân tộc hết sức là quý báu, chẳng hạn như là phong thần cho các cái vị anh hùng dân tộc. Tôi nghĩ rằng đây là một cái việc làm hết sức có giá trị. Cái thứ hai là ngài đã đề cao cái tinh thần dân tộc, thể hiện qua cái việc là những cái văn bản hành chính phải được trình bày bằng cả hai thứ tiếng, tiếng Hán và tiếng Nôm. Đây là một trong những cái điều mà lịch sử đã ghi nhận. Và tôi nghĩ rằng là không phải mãi cho đến sau này vua Quang Trung mới sử dụng chữ Nôm trong các văn bản hành chính, mà ngay từ Trần Nhân Tông là đã thực hiện điều này. Bài học rút ra qua hai lần kháng chiến đã được Hoàng đế Trần Nhân Tông chỉ ra rằng bảo vệ độc lập không thể tách rời với công cuộc phát triển văn hóa của dân tộc trên nền tảng tri thức riêng của người Việt. Tay cầm kiếm sáng ngời, hào khí Việt, ngọn bút hoa lộng lẫy chất văn thiện. Do đó, việc Hoàng đế Trần Nhân Tông quản lý đất nước bằng văn trị, với tinh thần bách gia chư tử, tam giáo đồng nguyên, trong đó lấy giáo lý nhà Phật làm trung tâm, đã giúp ông đưa Đại Việt bước lên một tầm cao mới. Đối với đời nhà Trần, sự xuất thế và nhập thế của ngài đã đem lại, đã quy tụ các hệ phái tôn giáo, các tư tưởng của tôn giáo để sinh ra một cái tôn giáo thống nhất của Việt Nam. Nhưng tôn giáo thống nhất đấy không phải chỉ dành cho tu sĩ, mà dành cho cư sĩ tại gia, dành cho nhân dân. Đó là cái gì? Để duy trì và gìn giữ đạo pháp dân tộc luôn luôn song hành, để gìn giữ và duy trì cho một đất nước phát triển, phồn vinh, nhưng trong cái đạo đức và hạnh phúc, sống theo an lành của thiện nguyện. Nằm cách quốc lộ 10 khoảng 300 mét, thuộc địa phận phường Lộc Vượng, ngoại thành Nam Định, là quần thể di tích lịch sử Trần Miếu. Chốn thiêng này được coi là một trong những di tích căn bản của vương triều Trần. Trần Miếu được xây dựng trên nền cũ của phủ Thiên Trường, với cảnh sắc diễm lệ được truyền tụng đến bây giờ. Chín phẩm đài sen, tướng vàng điềm tốt trang nghiêm tràn khắp nẻo, 7 tầng trồng cây báu quả ngọc, bích khuê rực rỡ phóng hào quang. Tức Mặc Thiên Trường cũng chính là nơi ngự của các thái thượng hoàng của vương triều Trần. Bên ngoài là cuộc sống tu hành, nhưng bên trong tâm trí các thái thượng hoàng vẫn lãnh đạo đất nước, chỉ bảo cho các hoàng đế nối nghiệp trong công cuộc quản lý đất nước. Năm tháng phôi pha, biến thiên thời cuộc đã làm cho lầu son gác tía chỉ còn trong thư tịch mà thôi. Nhưng ngay trong thư tịch, nhất là thư tịch Đối Liễn, vẫn chói lọi hình ảnh của Đức Phật Hoàng tôn nghiêm cao quý. Văn trị võ công, hào khí Đông Nga ngời trí tuệ, tam thừa tử diệu đế, trúc bờ thơm ngát mãi tên vua. Đặc biệt hành cung Tức Mặc còn gắn với Thượng Hoàng Trần Nhân Tông khi người ngự ở đây, với những dòng thơ đậm tính thiền. Phòng trai giảng đạo, sư về viện, cầu bến canh đầu, bóng nguyệt treo, 30 cung tiên giường ngủ đặt, 8000 bóng tháp nước triều reo.
Sau khi truyền ngôi cho Thái tử Anh Tông, tháng 10 năm Kỷ Hợi, niên hiệu Hưng Long thứ 7, 1299, Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông hướng Sơn Yên Tử để tu hành. Sách An Nam Chí chép: núi này ở huyện Đông Triều lại có tên là núi Tượng Đầu, Đầu Voi. Tương truyền là chỗ tu luyện của An Kỳ Sinh, cho nên lấy đó mà đặt tên. Sách Hải Nhạc Danh Đồ đời Tống chép: ngôi phúc địa liệt vào hạng thứ tư trong thiên hạ là núi Yên Tử ở Giao Châu. Với cặp mắt nhìn xa trông rộng, Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã chọn Yên Tử để hành đạo và quan sát biên cương. Cặp mắt tuyệt vời của người, phong thái đặc biệt của người đã được Nguyễn Trãi chép trong bài Đề Chùa Hoa Hiên, núi Yên Tử. Trên non Yên Tử đỉnh cao phong, vừa mấy năm canh rực ánh hồng, vũ trụ mắt nhìn ngoài bể rộng, chuyện trò người ở giữa mây bông. Cửa bao măng mọc đầy nghìn mẫu, đá rủ tua châu xuống nửa không. Dấu cũ Nhân Tông còn mãi đó, hào quang mi trắng mắt trùng đồng. Sông Pha trần mang dáng uy nghiêm, yêu nước thương dân vì nghĩa lớn. Tháng 7, mùa thu, Thượng Hoàng lên núi Yên Tử, xả thân ở am Ngọa Vân. Trước kia Thượng Hoàng ở Vũ Lâm, thời thường đi lại Kinh Sư và Phủ Thiên Trường. Như vậy là trước khi lên Yên Tử tu thiền tại am Ngọa Vân, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đã xuất gia ở hành cung Vũ Lâm trong thời gian khoảng 5-6 năm. Những năm tháng Trần Nhân Tông tu thiền ở hành cung Vũ Lâm còn lưu lại dấu ấn khá đặc sắc trong ký ức của nhân dân thông qua những lễ hội, thông qua bài trí nơi thờ tự Trần Nhân Tông trong hậu điện. Tam Tổ Thực Lục lại chép: đến nay lại xuất gia đến núi Yên Tử ở am Họa Vân. Cung Tần thị nữ, người nào không muốn về thì cấp ruộng và cho nhà ở dưới chân núi. Câu chuyện nhuốm màu huyền thoại ở suối Giải Oan về các cung nữ xa giá nhà vua đã trở thành điểm nhấn tâm linh đối với người dân đất Việt. Sự kiện này đã đi vào thơ văn như một điển cố về lòng chung, về sự hạn chế trần duyên, xả thân để hướng đến sự vô ngã của Phật Hoàng. Cũng không thể tìm ra những lý giải về phút tâm linh đó, rằng những giọt nước mắt, những tiếng cầu khẩn để níu vị Thượng Hoàng ở tuổi 35 về chốn hoàng cung, về những bước chân tùy duyên với những gót sen, gót ngọc đã lưu dấu nơi đây để lập ấp lập trang. Tất cả đã về với sắc không vô ngã. Âu cũng là nghiệp mà vị vua đời, vua Phật đã lựa chọn và dâng hiến. Cái bối cảnh ngài đi tu là bao nhiêu người đau khổ, chứ không phải là nó bình thường hay nó nhẹ nhàng như một người bình thường đi tu. Do vậy mà ngài vẫn dứt khoát, cái tư tưởng dứt khoát của ngài đi tu, cho nên ngài tu trong thời gian rất ngắn, trong vòng 4 năm đã ngộ đạo. Và sau khi ngộ đạo rồi đó, ngài đi khắp nơi trong nước dẹp bỏ những dâm từ. Suối vẫn chảy, mây vẫn đằng du, sát na vẫn chuyển kiếp, nhưng tinh thần của thiền, hình bóng của Thái Sơn Phật Hoàng thì mãi mãi ngưng đọng trong chốn tổ Tùng Lâm huyền thoại. Bóng của Thượng Hoàng chìm trong sương, ẩn trong núi, để những bước chân được nối tiếp trên con đường hành đạo. Hành đạo đó đã chảy mải miết, cứng như tùng đỏ, bền vững như trúc quân tử,
để giáo lý của nhà Phật vẫn đỏ thắm, vẫn xanh biếc màu hy vọng. Niềm tin về giáo lý nhà Phật, vô ngã vị tha, về cõi ta bà, đã khiến cho Phật Hoàng trở thành bậc chính giá Bồ Đề, bất sinh bất diệt, ứng hiệu trường tồn, để chứa trong đó là tâm nguyện hướng tới giải thoát đầy huyền diệu. Tam Tổ Thực Lục đã chép về cuộc đời tu hành của Phật Hoàng Trần Nhân Tông trên Yên Tử như thế này. Điều ngự vào thẳng núi Yên Tử, tinh cẩn tu 12 hạnh đầu đà, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà. Điều ngự lập ra Chi Đề Tinh Xá, giảng pháp độ tăng. Một trong dấu ấn vân du của Phật Hoàng Trần Nhân Tông là chốn tổ đình Quỳnh Lâm. Mặc dù được khởi dựng dưới triều Lý, nhưng phải đến thời Trần, chùa Quỳnh Lâm mới được phát triển thành chốn Đại Tùng Lâm, sầm uất, nơi hội tụ của nhiều dòng văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng như Phật giáo, Nho giáo, tín ngưỡng dân gian bản địa. Nơi chứa tượng Phật Quỳnh Lâm vĩ đại, một trong An Nam tứ khí và cũng là một trong những trường học Phật giáo lớn nhất Đại Việt lúc bấy giờ. Thiền phái Yên Tử sáng ngời vườn trúc, nhìn cảnh vàng rực cảnh bừng tươi. Tổ đường Quỳnh Lâm sống lại đền linh, muôn thuở thắm lên vững trí tuệ. Với tam giác núi Yên Tử, tổ đường Quỳnh Lâm, Am Ngọa Vân ở thế dựa lưng liên kết, khiến cho vùng tâm linh thiền trúc lâm đã trở nên huyền bí vững vàng. Có thể thấy triết lý của dòng thiền riêng do Phật Hoàng Trần Nhân Tông khởi dựng đã chỉ ra rằng Phật tại tâm mình và tâm mỗi người, muốn ngộ đạo giải thoát hãy biện tâm, đừng khởi vọng niệm. Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã thống nhất giữa thiền học và dân tộc, giữa Phật pháp và chúng sinh, đó là tư tưởng cốt lõi để Phật Hoàng hành đạo trong nhập thế và xuất thế. Nếu nói với ngôi chùa này thì nó có từ lâu rồi. Nói bằng cái ngắn gọn là từ thời Đường Trinh Nguyên cuối thế kỷ thứ 7, đầu thế kỷ thứ 8 là có Định Không trưởng lão về đây xây chùa và đã có bát hương vùi dưới đất rồi, có khánh đồng vùi dưới đất rồi, nên hiệu Đường Trinh Nguyên. Nhưng mà đến thời Lý thì nó được xây nên là An Nam tứ khí đệ nhất Quỳnh Lâm. Thế đến triều Trần thì là đây nó là cái chốn tổ của Yên Tử, mà phải đi theo con đường làng Yên Lâm này đi vào. Theo như sử liệu là Tăng Phòng là Tam Thiên Ốc, Tảo Sái là Thất Thập Phu, tức là Tăng Phòng là Tam Thiên Ốc, tức là 3.000 Tăng Phòng. Tảo Sái Thất Thập Phu tức là 7 người chuyên môn bao sái. Trong dân gian có câu mà lưu truyền cho đến bây giờ: cổng thì cổng chùa Lân, ao thì ao chùa Muống, mà ruộng thì ruộng chùa Quỳnh. Vĩnh Nghiêm Thiền Tự, tức chùa Vĩnh Nghiêm hay còn gọi là chùa Đức La, thuộc thôn Quốc Khánh, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, còn là nơi Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông giảng đạo. Cũng chính tại danh lam cổ tự này, Phật Hoàng còn đào tạo nên hai vị tổ tiếp theo. Vĩnh Nghiêm Thiền Tự còn lưu giữ nhiều mộc bản kinh Phật, nhất là những mộc bản truyền bá những tác phẩm của Phật Hoàng cùng với việc phiên chú truyền giảng của Trúc Lâm Tam Tổ. Yên Tử Cao Phong Hồng Nhật Nguyệt, Trúc Lâm Sơn Thượng Chiếu Thiên Phương. Nghĩa là Yên Tử Đỉnh Cao Hồng Nhật Nguyệt, Trúc Rừng Trên Núi Chiếu Ngàn Phương. Hoặc ẩn chốn Long Cung Chống Gậy, nửa lời như thấy cảnh trời. Đức Thánh Tổ trải phiên chú 3 lần, công bền vững tựa đá cứng.
Hoàng Trần Nhân Tông có cái dấu ấn rất rõ, đó là cái bộ Thiền Tâm Bản Hạnh. Trong cái bộ Yên Tử Nhật Trình, vì cái bộ này nếu ngày nay chúng ta hiểu đó là cái bộ thơ lôm của các tổ. Bộ mộc bản này từ thời Trần cho đến cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, thì cái bộ tôi cầm trên tay đây thì đã được các hòa thượng cận đại cho san khắc lại. San khắc lại cái bộ này, thì trong cái bộ Yên Tử Nhật Trình nó có 4 bộ, thì cái bộ này là bộ hoàn toàn bằng chữ lôm. Nên vì vậy cái bộ này mình khẳng định rằng là chữ của Việt Nam, quan điểm tư tưởng của người Việt Nam hay của Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Nên vì vậy nếu nói đến Vĩnh Nghiêm thì không thể nào không nhắc đến cái bộ này. Nằm trong quần thể di tích còn lại của hành cung Thiên Trường là chùa Phổ Minh. Chùa Phổ Minh hay còn gọi là chùa Tháp, nay ở thôn Tức Mặc, xã Lộc Vượng, thành phố Nam Định. Chùa được xây dựng dưới triều Trần theo kiểu nội công ngoại quốc, niên hiệu Thiệu Long thứ 5, 1262. Chùa tọa lạc ở phía tây cung điện Trùng Quang, một thời được coi là đại danh lam của quốc gia Đại Việt lúc bấy giờ. Phổ Minh phong cảnh, chùa như cũ, trong giấc mơ vàng, thuấn thấy nghiêu. Tương truyền, sau khi Kim Phật Trần Nhân Tông viên tịch, Hoàng đế Trần Anh Tông đã sai làm kiệu bát cống bằng đá, đặt 7 viên xá lợi của Phật Hoàng và cho xây tòa tháp lên trên. Tòa tháp vẫn sừng sững uy nghi, bất chấp thời gian, bất chấp những biến cố thăng trầm để đứng vững trong Hoàng Dương Đại Pháp. Lý Đình ký triệu Lý Nhất Tứ Tối Danh truyền bảo khí. Trần tháp sùng kế tự Ngũ Tam Linh, tích khởi Thiền Lâm. Nghĩa là, đỉnh của nhà Lý ghi lại mở ra, rực rỡ 1-4 lần danh thơm còn truyền trên đồ báu. Tháp nhà Trần sùng chuộng, nối tiếp tuần tự 5-3 dấu tích linh thiêng, mở ra rừng thiền. Phổ Minh tự đã tồn tại hơn 700 năm, sóng gió dâu bể nhưng nét cổ xưa vẫn không phai mờ, ngược lại vẫn tỏa sáng trong tư thế nhập thiền của Đức Phật Hoàng, trong ánh sáng vị lai huyền diệu. Văn trị vũ công, hào khí Đông Nga minh triết đế, tam thừa tứ đế danh hương trúc ngạn giác hoàng sư. Nghĩa là, văn trị võ công, hào khí Đông Nga ngời sáng trí tuệ của Hoàng đế. Đạo tam thừa, tứ diệu đế thơm ngát, tuổi tên, nơi bờ trúc của bậc thầy làm hoàng đế. Cũng tại đây, Đức Phật Hoàng đã lập đạo tràng thuyết giảng khuyên răn, bỏ mê tín, hủy dâm tà, thực hành giáo lý thập thiện, lánh ác, làm lành, với mục đích xây dựng một xã hội đạo đức, nhân gian tịnh độ, cực lạc hiện tiền. Trên tòa thượng điện có bức tượng đệ nhất tổ Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn. Trong ánh sáng lung linh ngũ sắc, tượng pháp của Phật Hoàng vẫn ngời lên với tấm gương vị tha cao cả, với tư tưởng phục vụ chúng sinh. Tất cả được gói gọn trong tinh thần từ bi, hỷ xả, lạc quan yêu đời, được thể hiện trong tác phẩm Cư Trần Lạc Đạo. Ở đời, vui đạo thả tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Có thể nói, rời ngay vàng bệ ngọc để đến với Phật Pháp đối với Hoàng đế Trần Nhân Tông là điều tất yếu. Bởi ngay từ tuổi ấu thơ, khi chưa lên ngai vàng, người đã có một chất quý hơn vàng. Đó là tấm lòng vàng từ bi hỷ xả, là trái tim vàng nồng nhiệt vì Đại Việt, vì thiên hạ, để từ đấy hun đúc thành một trí tuệ vàng. Đó còn là sự đắc pháp ngộ đạo, để sau này người có thể nhẹ nhàng cởi áo hoàng bào, bỏ cái vàng thế tục, khoác áo cà sa, mà được chất vàng quý gấp bội, tiến tới hình thành tông phái Trúc Lâm riêng của Đại Việt.
Hoàng đế Trần Nhân Tông đã bước ra khỏi ánh hào quang rực rỡ của mình để thành một tăng sĩ đầu trần chân đất đi khuyết tu với những bước tùy duyên để hành đạo. Tinh thần nhập thế của Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã đi vào đời sống của xã hội lúc bấy giờ, nhẹ nhàng nhưng có sức mạnh thuyết phục hơn cả ngàn đạo luật của triều đình. Tinh thần tứ diệu đế, bát chính đạo trong Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã trở thành khuôn vàng thước ngọc để ông xuất thế hành đạo trong cõi vô vi sâu thẳm. Trong tứ diệu đế là khổ tập diệt đạo, khổ đế, tập đế, diệt đế, trở thành đạo đế là một cái mối tương quan khăng khít trong 8 con đường gọi là bát chính đạo để thành đạo. Thế thì đối với Phật Hoàng Trần Nhân Tông về núi Yên Tử tu hành, thành lập ra hệ phái Thiền phái Trúc Lâm, sống một cuộc sống bình dị, đơn giản. Thế nhưng cái sự bình dị và đơn giản ấy và sống khép mình, đó chính là khổ và tập. Để diệt mình đi trong cái hữu dư và vô dư của Niết Bàn trong Đạo Phật, thì Ngài phải diệt bỏ, xả bỏ ly thế kỷ duyên tắc thành chi hữu đạo, nhập vào nó, không hòa tan trong nó, để trở thành đạo đế. Thì muốn đạt được cái đó là chính bằng 8 con đường của bát chính đạo. Bàn về phong thủy của núi Yên Tử, sách Đại Nam Nhất Thống Chí chép: đất lệch về một bên xứ Bắc Kỳ, dựa núi bọc biển, hình thể vững vàng, núi cao có Yên Tử, Đông Triều, sông lớn có Hàm Giang, Lục Đầu, mặt Tây Nam nội rộng đất bằng, đường sông như Bắc Cử, mặt Đông Bắc có cả núi cao biển rộng, thế rất hiểm trở, về việc phòng bị quan hệ rất nhiều. Đến như Nam Triệu Đồ Sơn là khu sát biển, phía đông liền với Quảng Yên, khống chế lẫn nhau, thực là đất quan yếu ở bờ cõi mặt biển. Núi Yên Tử cách huyện Đông Triều 35 dặm về phía đông bắc, có nhánh tả đổ xuống làm tổ sơn các núi miền biển Đông, được liệt vào danh sơn, được chép trong Điển Thờ. Bài Ký Động Phúc Địa của Tôn Quang Đình đã từng chép: núi Yên Tử là một trong 72 phúc địa. Một dải côn sơn chạy dài, kéo đến hai ngọn Yên Tử và Yên Phụ sừng sững đối nhau ở trước và sau. Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã chọn nơi đây để xây dựng một trung tâm văn hóa và được coi là kinh đô Phật giáo của Đại Việt, bởi quần thể sơn linh tú khí Yên Tử là nơi có huyết mạch hội tụ, nơi giao thoa của cõi trần gian, lưng trời và ngoài vũ trụ. Yên Tử còn là nơi chứa đựng triết lý du ngoạn chuyển hóa vào triết lý không gian Phật giáo, bao gồm không gian dục giới, không gian sắc giới và không gian vô sắc. Khe giải oan rộng ước 2 trượng, phát nguyên từ đỉnh núi, sắc nước xanh biếc và giá buốt gọi là Hổ Khê. Có thơ rằng: Hổ Khê băng giá còn hàng thước, báo ơn không sánh lược, gậy xong đỡ thân giả. Phía trước là chùa Giải Oan, xen lẫn là rừng thông cao vút ẩn hiện trong sương khói, là chùa Thanh Vân. Yên Tử có 3 am. Am ở giữa cao lớn là nơi để xá lợi của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. 2 am tả hữu là chỗ ở của Pháp Loa và Huyền Quang. Lại có chùa Hoa Yên tả hữu dựng viện phù đồ. Tương truyền nơi đây vào mùa xuân các danh y Đại Việt lên đây để luyện thuốc.
lại có Long Khê rộng hơn một trượng, nước từ đỉnh núi đổ xuống, chỗ nước dội vào đá, lõm xuống sâu đến 5 thước, nước xối xuống ầm ầm. Lại có chùa Am Tượng, có hoa nở hương thơm ngào ngạt. Nhất thanh thu tại mộc tê hoa, một tiếng thu ngân lên ở hoa mộc tê. Từ chùa Hoa Yên lên đến gần đỉnh núi là chùa Vân Tiên. Chùa có nhiều dấu linh dị, linh thiêng, được coi là thiên phủ thanh hư, không phải là nơi nghỉ ngơi của phàm trần. Do vậy, từ những vùng linh địa tuyệt vời ấy, vừa có những yếu tố đạo, vừa có những yếu tố đời, mà đời là chủ yếu. Vừa chứa đựng những yếu tố xuất thế, vừa chứa đựng những yếu tố nhập thế, mà nhập thế là chủ yếu. Từ đấy, Trần Nhân Tông là người tổng kết, lọc ra những chất vàng tinh hoa, rồi nâng lên đỉnh cao để thành vua Phật Điều Ngư Giác Hoàng Đệ Nhất Tổ, sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm riêng một trời Nam, và vua đời Minh Quân của thời kỳ rực rỡ Đông Nga. Binh bộ thượng thư của Vương Triều Tây Sơn Ngô Thị Nhậm đã từng bàn về Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đức Ngài nhằm được ngọn núi Yên Tử là núi cao nhất, phía đông nhìn về phía Yên Quảng, phía bắc liếc sang tỉnh Lạng, dựng nên ngôi chùa, thời thường dạo chơi để xem động tĩnh, cốt để ngừa cái mối lo nước ngoài xâm phạm. Ngay trong địa lý có viết một câu: Tây nhập càn cung thì bách vạn trang, quý quy cấn vị phát văn chương. Tức là ta muốn nhìn thấy cái hướng Tây thì phải trông thấy được hướng càn, ta nhìn thấy hướng Bắc thì ta phải trông quý. Bởi thế cho nên cái vai trò vị trí địa lý nằm đầy đủ trong cái chiến lược của Ngài. Nhưng không phải chỉ là chiến lược quân sự không, mà đây còn là một chiến lược của văn hóa lịch sử. Không chỉ vân du Yên Tử để đắc đạo, Phật Hoàng Trần Nhân Tông còn mở ra một bước ngoặt mới với dấu ấn đậm nét là quá trình đưa hai châu Ô và Lý vào lãnh thổ Đại Việt vào năm 1306. Châu Ô và châu Lý có danh xưng là Thuận Hóa, trở thành phên dậu thứ tư để các triều đại kế tiếp tiến dần xuống phương Nam. Đây chính là sự nghiệp mở nước hòa bình duy nhất của vị vua Phật, vua đời Trần Nhân Tông. Vùng đất Hoa Ngô Châu biến làm kinh đô thần Thuận Hóa, một dải núi sông như gấm vóc. Nơi đất hứa bậc nhất của Nhân Tông thành ra đạo, chứa đựng quyết sách nghìn trùng ân nghĩa khắc sâu. Tháng 3, năm 1301, với tư cách là một tăng sĩ, Trần Nhân Tông mở cuộc vân du đến Champa. Tháng 11 cùng năm mới trở về Đại Việt. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc có một vị hoàng đế với tư cách một tăng sĩ đã có chuyến hành trình ngoại giao dài nhất. Trong lời đề từ cho bức tranh Trúc Lâm Đại Sĩ Xuất Sơn Đồ, Trần Chí Chính chép: Có lúc Ngài viễn du hóa độ cho các nước lân bang, phía nam đến tận Champa, đã từng khất thực ở trong thành. Vua nước Champa biết được điều đó, hết sức kính trọng thỉnh mời, dâng cúng trai lễ, sắp sẵn thuyền bè nghi trượng, thân hành tiễn ngài về nước. Và chế mân dâng hai châu Ô và Lý cho Đại Việt để được kết duyên cùng công chúa Huyền Trân, người con gái duy nhất của Trần Nhân Tông. Trần Chí Chính đề rằng chế mân đã đem đất hai châu làm lễ cúng dâng cho ngài, ấy là Thần Châu và Hóa Châu nay vậy. Sự kiện Huyền Trân hy sinh vì mục tiêu tối hậu của đất nước trên cơ sở hòa hợp nhân quần, nó thể hiện rất rõ tư tưởng Phật giáo. Vượt qua được những vướng mắc tình cảm thiêng liêng dòng tộc của vương triều, Trần Nhân Tông và công chúa Huyền Trân đã nêu một tấm gương sáng ngời, hy sinh
vì đại cuộc. Hai châu Ô và Lý, vuông ngàn dặm, với con sông ngào ngạt hương thơm, đã được sáp nhập vào Đại Việt năm 1306. Kể từ sau cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên 1288, thanh thế Đại Việt lẫy lừng khắp cõi Đông Á. Vậy mà Đại Việt chọn kế sách mở nước bằng con đường xe duyên hữu nghị và hòa bình thì thật là vĩ đại, hiếm thấy. Cái việc mà Ngài Vân Du qua Champa và cuối cùng là tạo ra được một cái mối quan hệ hết sức là tốt đẹp giữa hai quốc gia thì đó là một cái điều đóng góp rất lớn cho cái việc là bảo vệ cái chủ quyền và cái độc lập của dân tộc. Nhưng đồng thời qua cái cuộc Vân Du này thì kết quả của nó là một cái cuộc hôn nhân mà hết sức đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Có nhiều người cho rằng là việc gả Huyền Trân công chúa cho Chiến Bân là một cái việc làm mang hoàn toàn mang tính chất chính trị của Trần Nhân Tông. Tôi nghĩ rằng là bên trong đó hoặc là đằng sau đó hoặc có thể bao trùm lên tất cả vấn đề này, đó là tinh thần Phật giáo của Trần Nhân Tông. Ngài đã xóa đi cái ranh giới, cái sự bất bình đẳng giữa hai quốc gia Đại Việt và Champa. Thì tôi nghĩ rằng là rõ ràng là Trần Nhân Tông và bên cạnh đó là con gái của Ngài, tức là Huyền Trân công chúa, đã góp phần đáng kể cho một cái sự phát triển của đất nước ta lúc bây giờ. Đặc biệt trong tiền đề tư tưởng, cần phải kể đến tư tưởng của hai nhà thiền học nổi tiếng thời Trần là Trần Thái Tông và Tuệ Trung Thượng Sĩ. Đó là đạo, là xuất thế, nhưng vẫn ấp đầy chất đời, nhập thế từ bi, nhưng đại hùng, đại lực, để ba lần chiến thắng quân Nguyên mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông là người gạn đục khơi trong để tìm ra những hạnh phẩm, một dòng thiền lừng lẫy trời Nam. Mậu Thân, năm thứ 16, 1308, tức Nguyên, Vũ Tông, năm Chí Đại thứ nhất. Tháng 11 mùa đông, mặt trời có hai quầng, Thượng Hoàng mất ở Am Ngoạ Vân, thuộc vùng núi Yên Tử. Lời bàn của sử thần Ngô Thị Sĩ, Nhân Tông mất ở Sơn Nam, tức Am Trong Núi, là một việc trọng đại của đất nước. Ngạn cổ ngàn xưa đâu có sai, vua Trần đã hóa thành vua Phật, Tây Phương kề cận Phật Như Lai. Cuộc đời của Phật Hoàng Trần Nhân Tông là ánh lửa sáng nhất của mặt trời thiền và mặt trời thế tục. Ánh sáng lung linh đó như hai quầng thống nhất để soi lối cho chúng sinh tới bến bờ giác ngộ ở ngay cõi hiện thực và cõi lý tưởng. Giáo sư Trần Văn Rào đã từng nói, Hoàng đế Trần Nhân Tông là một con người đặc biệt, một đất nước sản sinh ra một con người có 102 trên thế giới. Thử hỏi đất nước và dân tộc ấy có đặc biệt hay không? Làm vua chỉ chăn dân chăm họ, làm Phật cứu độ cả muôn loài. Yêu nước thương dân vì nghĩa lớn, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, luôn gắn liền vận mạng dân tộc, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi cùng dân tộc. Thăng trầm cùng dân tộc trải qua nhiều thời đại và trong mọi hoàn cảnh. Sự gắn kết mật thiết này đã hòa quyện nhuần nhuyễn giữa truyền thống đạo đức của tổ tiên với tinh thần từ bi, trí tuệ, vị tha, vô ngã của đạo Phật. Sự hòa quyện này đã tạo nên dấu ấn sinh động trong công cuộc dựng nước, giữ nước và phát triển đất nước từ ngàn xưa cho đến hôm nay và mãi mãi muôn đời sau.
là một đỉnh cao, một dấu son chói lọi không chỉ của lịch sử nước nhà mà còn là của Phật giáo Việt Nam hơn 2.000 năm qua. Một con người từ đỉnh cao quyền lực đã chọn con đường thoát tục, chọn non cao hiểm trở để nương tựa ngôi Tam Bảo, một lòng hướng tâm vào Phật Pháp, lập ra một thiền phái thuần Việt nhưng vẫn không xa rời vận mệnh của đất nước, của dân tộc. Đó chính là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Đây, đền Trần, nơi thờ phụng các vua Trần cùng các quan lại có công phủ tá nhà Trần tại thành phố Nam Định. Triều Trần bắt đầu từ khi vua Thái Tông lên ngôi vào năm 1225 sau khi giành được quyền lực từ tay nhà Lý. Trải qua 14 vị hoàng đế Trần Triều và chấm dứt vào đời vua Trần Thiếu Đế năm 1400. Tổng cộng chỉ 175 năm trị vì đất nước. Thế nhưng, đó là một trong những trang vàng chói lọi của dân tộc Việt Nam lãnh đạo nhân dân chống giặc ngoại xâm. Và đó cũng chính là giai đoạn cực thịnh của Phật giáo Việt Nam khi đạo Phật thực sự hòa nhập vào lòng dân tộc, từ hình thức cho đến nội dung, đặc biệt là giai đoạn vua Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông, tên thật là Trần Khâm, con vua Trần Thánh Tông. Ngài lên ngôi vào năm 1278. Trong thời gian ngự trị ngai vàng, Trần Nhân Tông đã ghi vào trang sử vẻ vang của dân tộc khi hai lần lãnh đạo toàn dân đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông vào năm 1285 và 1288. Vào năm 1293, khi đang ở trên đỉnh cao quyền lực, Trần Nhân Tông đã nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông để lui về làm Thái Thượng Hoàng. Đến năm 1299, Ngài xuất gia vào tu trong núi Yên Tử, lấy pháp hiệu là Trúc Lâm Cư Sĩ, Đầu Đà Hoàng Giác Điếu Ngư. Người dân cảm phục gọi Ngài với mỹ hiệu là Trúc Lâm Điều Ngự và Điều Ngự Giác Hoàng. Ngài trở thành tổ thứ nhất của dòng thiền Trúc Lâm, một dòng thiền thuần Việt. Từ bỏ ngai vàng, để lại cung điện vàng son ở phía sau lưng, Trần Nhân Tông chọn con đường tu tập để mở ra một cánh cửa mới cho muôn dân, cánh cửa cứu khổ, cứu nạn cho chúng sinh. Trong lúc đó, tất cả các vị này họ tham gia vào trong cái cuộc kháng chiến đó, họ không bao giờ họ nghĩ họ là phái này tông kia nữa. Cho nên lúc đó, khi mà nó kết quả rồi, thành công rồi, thì lúc bây giờ ta mới nhìn ta thấy ai là cái con người mà có thể đứng ra để mà lãnh đạo Phật giáo đây. Cái may mắn cho chúng ta là lúc đó là Trần Nhân Tông là cái người mà dám từ bỏ ngai vàng, phải không? Từ bỏ hết tất cả cái này, Ngài ra Ngài khoác áo tu để Ngài đóng cái vai lãnh đạo Phật giáo trong cái thời đó. Tôi nghĩ là cái này điểm này điểm đặc biệt. Vì Trần Nhân Tông là vừa cái uy tín như vậy, cái đạo đức như vậy đó, cái năng lực như vậy đó, thì bây giờ đó Ngài ra lãnh đạo ai còn có cái ý nghĩa khác hơn. Cho nên trong lúc đó người ta có thể quên tất cả những cái gọi là hệ phái tông môn, mà người ta nhìn về một cái chung là Phật giáo Việt Nam. Và thiền cũng làm cái đỉnh cao mà chung, chứ không phải là có cái thiền này thiền khác nữa. Tu thì có cách này cách khác, nhưng mà mục đích là phải là chung nhất. Cho nên từ cái chỗ đó mà Trần Nhân Tông mới thành lập được cái Trúc Lâm Yên Tử. Đương nhiên là ngoài cái thành lập này ra đó, cái tinh thần thống nhất như thế thì nó còn lại kèm theo đó là Trần Anh Tông, tức là vua, tức là nhà nước bảo hộ đó, thì cái trường hợp này nó lại có điều kiện phát triển mạnh hơn. Cho nên từ cái chỗ đó mà phải nói là lần đầu tiên Phật giáo của mình đó mới thống nhất được ở trong cái thời nhà Trần. Việc Trần Nhân Tông từ bỏ ngôi vương khi đang ngự trị trên đỉnh cao quyền lực của một Thái Thượng Hoàng để trở thành một vị chân tu không quá bất ngờ hay một bước ngoặt khác thường. Từ rất nhỏ cho đến cuối đời, không lúc nào Ngài không đi dưới ngọn cờ tự hoàn thiện, ngọn cờ của sự điều ngự thân tâm để trở thành Phật. Một trong những danh hiệu của Ngài là Điều Ngự Giác Hoàng. Điều ngự là điều phục,
chế ngự, chiến thắng những cái xấu, ác trong lòng mình. Đạo đức Phật giáo trong Trần Nhân Tông không chỉ có ý nghĩa thế gian để làm một người tốt, một bậc vương tử chiến thắng cái ác, mà còn để giải thoát, đề xuất thế gian gieo mầm hạt giống thiện tâm cho muôn loài. Trong cuộc xâm lược của quân Nguyên Mông, Ngài nhẫn nhục cầu hòa, dù sự cầu hòa là một hy sinh của bản thân và hoàng gia Trần Triều. Nhưng khi bắt buộc phải chiến tranh vì lòng dân muốn thế, trong hội nghị Diên Hồng, Ngài lại rất anh hùng mà vô ngã, trực tiếp cầm quân và đề ra chiến lược. Sau chiến thắng, Ngài cho thả tù binh, cho đốt bỏ danh sách những người tránh đương đầu với giặc hay theo giặc. Chính Ngài đã rút ra được những đức tính cao quý trong kho tàng Phật Pháp để đưa vào nhân cách Đại Việt mà đời sau gọi Phật giáo nhập thế là vậy. Ta thấy rõ thêm là cái nét từ bi của Trần Nhân Tông ấy, là khi mà thắng giặc xong rồi đó, thì đối với những bại tướng, bại binh của nhà Nguyên đó, thì lúc bây giờ đó là Ngài sẵn sàng băng bó và cung cấp lương thực, điều kiện để trả về nước an lành. Nếu mà không có chiến tranh đó, thì cái trường hợp này tất cả chúng ta là con người phải biết thương yêu lẫn nhau. Thành ra tôi chỉ hạn chế cái vấn đề khả năng giết người của anh thôi, chứ còn tôi không có muốn giết anh bao giờ hết. Đó là cái tinh thần từ bi của Đạo Phật. Tuy là người xuất gia đi tu, nhưng vai trò của Trần Nhân Tông đối với dân tộc, nhân dân không vì thế mà mờ nhạt. Đặc biệt là công cuộc truyền bá đạo Pháp, những nguyên tắc đạo đức căn bản của Phật giáo. Là người đứng đầu một thiền phái Phật giáo, nhưng Ngài vẫn vân du giảng Pháp khắp nơi, đặc biệt là tại các trung tâm Phật giáo của Việt Nam thời bấy giờ. Đây, Phổ Minh Tự, ngôi chùa được dựng lên từ đời Trần như vẫn còn in đậm dấu chân Ngài trên con đường Hoằng Dương Phật Pháp. Hay như chùa Sùng Nghiêm, Báo Ân, Vĩnh Nghiêm cũng vẫn còn lưu lại hình bóng một vị vua được tôn vinh là Phật Hoàng đầu tiên và cũng là duy nhất của Phật giáo Việt Nam. Trong sách Tam Tổ Thực Lục đã từng chép lại rằng năm 1304, Ngài đi khắp các chốn thôn quê, trừ bỏ các dâm từ và dạy dân thực hành thập thiện. Ngài đã chống gậy vân du nhiều nơi, vào tận Bố Chính, nay thuộc Bố Trạch, Quảng Bình, và lập nên Am Chi Kiến tại đây. Là một tu sĩ mà vua Trần Nhân Tông đã tu theo cái pháp tu đầu hại gọi là hạnh đầu đà, thì đó là một cái pháp tu hết sức là cực nhọc, gian khổ trong cái tu tập của Phật giáo. Nhưng mà nếu chỉ như thế thôi thì theo tôi đấy, chưa hẳn đã nói được cái vị thế của vua Trần Nhân Tông trong việc tu tập. Cái quan trọng hơn đấy là ngoài cái việc tu tập của cá nhân thì nhà vua còn ra sức để mà giáo hóa, dùng cái tư tưởng Phật giáo để giáo hóa cho dân chúng. Với vận mệnh đất nước, khi đã trở thành một vị cao tăng, Ngài vẫn sang đất Chiêm Thành tạo ra mối bang giao giữa hai nước bằng cách gả công chúa Huyền Trân cho vua Chế Mân, mở rộng cương vực nước Nam với hai châu Ô, châu Rí mà không bằng con đường binh đao, quân mã. Có thể thấy, sự dung hòa trách nhiệm với đạo Pháp và dân tộc của Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã đạt đến tầm cao thông qua sự thông tuệ của đạo Pháp. Dân tộc cường thịnh, Phật giáo phát triển là một bức tranh tươi sáng dưới Trần Triều. Yếu tố đưa đến thành công và những đặc sắc của Phật giáo thời đại nhà Trần, đặc biệt là Trần Nhân Tông, là không tách rời với sự nghiệp gìn giữ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đạo Phật thực sự đã được gieo mầm từ lâu và trải qua bao thế kỷ đã thích nghi với phong tục, tín ngưỡng và con người Việt Nam. Dưới thời Trần, Phật giáo đã trở thành cốt tủy và hòa nhập với nền văn hóa dân tộc. Nói theo cách nhà Phật là như nước với sữa.
Do đó, đạo Phật hoàn toàn phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của một dân tộc khao khát hòa bình, yêu độc lập, tự do. Nói về Phật giáo đầu đời Trần, đạo Phật không chỉ có dân tu mà vua cũng tu. Nói như nhà nho Lê Quát đời Trần rằng phân nửa thiên hạ đi tu, người xuất gia rất đông, đa số dân chúng là người tu tại gia, chùa chiền đâu cũng có. Lúc bấy giờ, đạo Phật bước vào thời kỳ phát triển rực rỡ nhất trong lịch sử Phật giáo đồ Việt Nam và có ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống văn hóa, tư tưởng, đồng hóa với hầu hết mọi hình thức tín ngưỡng, tập tục sơ khai. Cho đến tận hôm nay, sau hơn 700 năm lịch sử, những ngôi chùa thời đại Trần Triều vẫn gắn bó thân thiết với cộng đồng xã hội, đất vua, chùa làng, phong cảnh bụt. Đất thì đất của vua, nhưng coi sóc phần hồn, phần đời sống tình cảm lại là các vị sư trong chùa. Đó cũng chính là những tri thức đầu tiên của làng, những người có uy tín, được trọng vọng và tôn thờ. Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã từng viết trong bài phú Cư Trần Lạc Đạo: Nhân khuấy bổn nên ta tìm bụt, chỉn mới hay chính bụt là ta. Và trước đó, quan niệm này Thiền sư Viên Chứng đã lay động tâm thức vua Trần Nhân Tông khi ngài bỏ ngai vàng vào núi để tìm đạo. Trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ có ở trong tâm. Tâm lặng mà biết thì đó đích thị là Phật. Phật chính là hồn dân tộc, hồn đất nước. Một cái nhìn sâu sắc về Phật giáo đồng hành cùng dân tộc đã tồn tại và tiếp nối hơn 700 năm qua. Không chỉ là một minh vương, một anh hùng dân tộc, một Phật hoàng của dân tộc, những trước tác của Trần Nhân Tông thật đồ sộ, đa số đã thất lạc trong những năm tháng biến động lịch sử hơn 700 năm. Nay chỉ còn 25 bài thơ chép trong Việt Âm Thi Tập và Toàn Việt Thi Lục như Thiền Lâm Thiết Chủy Ngữ Lục, Tăng Già Toái Sự, Thạch Thất Mị Ngữ, Đại Hương Hải Ấn Thi Tập, Trần Nhân Tông Thi Tập, Trung Hưng Thực Lục, hai quyển. Trong đó có lẽ bài phú Cư Trần Lạc Đạo là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất. Cư Trần Lạc Đạo của Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông không đơn giản là bài phú về sự ở cõi trần mà vui với đạo. Đó chính là một triết lý sống kết hợp đạo với đời, thổi thêm sức sống cho Phật giáo đương thời tăng trưởng như tôn giáo nhập thế, luôn đồng hành cùng dân tộc Đại Việt. Cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên, cơ tắc san hề khốn tắc miên, gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Tạm dịch: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền, cư Trần Lạc Đạo thả tùy duyên. Tư tưởng của vua Trần Nhân Tông trong cái Cư Trần Lạc Đạo Phú này cho thấy một cách hết sức rõ ràng cái phương châm, cái quan điểm của Phật giáo thời Trần. Đó là gì? Đó là Phật là ở trong ta. Không phải đi tìm ở Phật ở đâu cả. Phật chính là ta. Nhưng mà nếu chỉ là như thế thì làm sao mà có thể phục sự xã hội được. Cho nên trong Cư Trần Lạc Đạo Phú, vua ta đã nói một cách hết sức rõ ràng là anh phải hoàn thành cái bổn phận của anh. Bổn phận của một con người trong xã hội. Khi anh hoàn thành bổn phận của anh, đó chính cũng là tù. Và đó chính cũng là thì Cư Trần Lạc Đạo Phú cho ta thấy cái mà chúng ta lâu nay dường như đã bỏ quên. Đó chính là tu không phải là có nghĩa là thoát ra khỏi cái mà môi trường xã hội. Mà tu ở đây chính là tu ở trong môi trường xã hội. Cho nên Ngài mới nói rằng là
mình ngồi thành thị, nhưng mà lại làm sao? Nết dụng sơn lâm. Có nghĩa rằng là ngay cả ở trong môi trường xã hội, chúng ta cũng có thể tu được. Chúng ta có thể làm an lạc chính cuộc sống của chúng ta được. Và chúng ta có thể làm một cái điều gì đó khiến cho xã hội có thể trở nên an ổn. Điều đó theo tôi là một tư tưởng Phật giáo cực kỳ hiện đại. Đây, non thiêng Yên Tử, vùng đất màu nhiệm của Phật Pháp, mang đậm dấu ấn của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Tháng 10 năm Kỷ Hợi năm 1299, Trần Nhân Tông xuất gia vào tu ở núi Yên Tử. Ngài chuyên cần công phu tu tập thiền quán, từ khước sự hưởng thụ của thế gian, thực hành 12 hạnh đầu đà, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà, sau đổi là Trúc Lâm Đầu Đà. Nơi non thiêng Yên Tử, Ngài sẵn sàng khước từ công danh, phú quý, sống ẩn mình nơi hoang dã để buông bỏ tình chấp ngã nơi thân tâm mà đoạn đường gay go nhất của các hành giả phải vượt qua. Do buông bỏ tình chấp ngã nên Ngài đột phá vào cửa thiền, chóng nếm mùi đạo vị. Mà trong bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca, Ngài đã bộc lộ chỗ thấu thoát của mình qua câu: học đòi chư Phật cho được viên thành, sướng khúc vô sanh, an thiền tiêu sái. Nhờ vào năng lực công phu hành thiền miên mật cộng với núi rừng non thiêng Yên Tử, Ngài đã phát minh tâm địa thấu thoát bản lai diện mục của chính mình, khơi lại nguồn sáng tạo sống động, vô sư trí trong con người của Ngài, vượt thoát sự đối đãi nhị nguyên thường tình của nhân loại. Đã thể hiện trong bài Xuân Vãn, Ngài đã nói lên một niệm mê là chúng sanh, một niệm giác tức Phật. Niên thiếu hà tằng liễu sắc không, nhất xuân tam sự bách hoa chung, như kim khám phá đông hoàng diện, thiền bản đồ đoàn khán trụy hồng. Tạm dịch: thuở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộn trong lòng, chúa xuân nay bị ta khám phá, nệm cỏ giường thiền ngắm hồng rơi. Có thể nói Phật Hoàng Trần Nhân Tông là một con người nổi bật trong đạo Phật nói chung và thiền phái Trúc Lâm nói riêng, một nhân cách sáng ngời cho hàng hậu học phải noi theo. Về mặt lãnh đạo, Ngài là một nhà lãnh đạo tài ba xuất chúng qua hai lần đại thắng quân Nguyên Mông xâm lược. Về văn hóa, Ngài là nhà văn hóa lớn trong lịch sử dân tộc Đại Việt. Và về tôn giáo, Trần Nhân Tông là nhà xuất trần thượng sĩ, từ một vị hoàng đế uy nghi, từ bỏ tất cả để đi vào cõi Phật như một áng mây huyền thoại mà ngàn đời sau, hậu thế vẫn không thể lấy tâm thức phàm trần mà bày tỏ được. Trong cái thời gian ấy, mà chiến tranh ấy, thì cái người lãnh đạo đất nước cho nên làm hết cái trách nhiệm của mình là một nhà lãnh đạo. Nhưng mà xong công việc rồi nữa thì lại là có một cái tầm nhìn mà khác đi. Cho nên muốn có một cái xây dựng cái đất nước mình tốt đẹp hơn. Do đó mà Ngài giao cái trách nhiệm cho một cái thế hệ trẻ để Ngài tiếp tục cái con đường tâm linh và có một cái nhìn sáng hơn, mà có thể nói là tư vấn cho tất cả cái thế hệ kế tiếp nó làm được những cái việc lớn hơn. Đó là cái điểm mà đặc biệt nhất là của Phật Hoàng Trần Nhân Tông mà chúng ta thấy được. Cho nên đây cũng là một cái bài học mà rất lớn cho Phật giáo chúng ta nữa. Trúc Lâm Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông là bậc tổ sư tôn kính đối với dân tộc Việt Nam. Từ một hoàng đế, Thái Thượng Hoàng, vua Trần Nhân Tông trở về ngôi tôn quý của nhà Phật. Vua từ cái nhất thời, hữu hạn mà trở về cái vô hạn, vĩnh hằng. Không phải lúc băng hà, vua Trần Nhân Tông mới hóa Phật. Danh hiệu vua Phật Hoàng đã được tôn vinh cho vua Trần khi Ngài còn tại thế. Hơn 2000 năm đã qua,
do lòng từ mẫn Thế Tôn ra đời. Chúng sanh vạn loại khắp nơi từ bi xa thánh hơi nhẹ nhàng. Tịnh lạc bình an, chi niệm ân đức vô vàn Thế Tôn. Phật giáo Việt Nam trường tồn, dựng xây đất nước mới còn thơm tri ân Việt Nam Phật giáo sáng người hào quang. Lý Thái Tổ đã mở đường, thăm lòng thành cố các tường vạn ân. Trần Nhân Tông vì anh quân giữ nước dừng nước tiến dần vào đàng. Ngô Phật Lý thành Phật Hoàng, Việt Nam Phật giáo dân Việt lòng tri ân Việt Nam Phật giáo sáng người hào.